ba loại thịt trắng có hàm lượng purin cao, làm tăng axit uric. Thịt vịt. Trong 100g thịt vịt có 128mg purin được chuyển hóa thành axit uric. Đặc biệt, 100g gan vịt nấu chín có hàm lượng purin cao tới 398mg. Đây là loại thực phẩm có lượng purin tương đương với một số hải sản. Do đó, người có axit uric cao, bệnh gút không nên ăn thịt vịt. Thịt gà nướng. Trong số các món ngon từ thịt, gà nướng là món ăn được nhiều người yêu thích. Hàm lượng purin trong 100g thịt gà nướng cao tới 188mg. Nếu bạn đang bị bệnh gút cấp tính hoặc axit uric cao thì không nên ăn thịt gà nướng. Thịt ngang, vịt xiêm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng và purin trong thịt ngang tương đối cao. Việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều purin là nguyên nhân khiến axit uric tăng cao trong máu. Ngoài ra, người có axit uric cao nên ăn các loại trái cây có ít fructose sẽ giúp cơ thể bài tiết nhiều axit uric hơn, chẳng hạn như dâu tây, anh đào, đào hoặc dứa.